Trong ngày 8 tháng 5, Bộ Y tế xác nhận ghi nhận thêm 93 ca bệnh COVID-19, trong đó 80 ca lây nhiễm trong cộng đồng. Đến nay, Bắc Ninh có số mắc cao thứ hai với gần 50 ca bệnh trong số khoảng 20 tỉnh thành có ghi nhận ca bệnh, chỉ sau Hà Nội. Làm việc với Bắc Ninh ngày 8 tháng 5, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên khuyến cáo nguyên tắc khoanh vùng phong tỏa khi có ổ dịch cộng đồng, khoanh vùng tạm thời, lấy mẫu diện rộng. Sau khi có kết quả xét nghiệm, đánh giá nguy cơ, các mối liên quan dịch tễ sẽ tiến hành thu dần diện khoanh vùng, nguy cơ đến đâu, khoanh vùng đến đó, tiến tới phong tỏa cứng gọn nhất có thể. Ngoài chống dịch tại cộng đồng, Thứ trưởng Tuyên lưu ý Bắc Ninh chú ý các xí nghiệp, công ty, khu công nghiệp, các cơ quan, công sở đều phải siết chặt kỷ luật, tuân thủ quy chế phòng chống dịch. Bệnh viện và cơ sở y tế là các điểm nóng hiện nay và cuối cùng là các khu cách ly tập trung. Bà Tô Mai Hoa, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh cho biết trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận 46 ca dương tính với SARS-CoV-2, trong đó huyện Thuận Thành 37 ca, riêng xã Mão Điền 34 ca. Ông Nguyễn Khắc Từ, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Bắc Ninh đánh giá ổ dịch COVID-19 ở xã Mão Điền, huyện Thuận Thành hiện nay là phức tạp nhất.